quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đê tả sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ và Phổ Cừ đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên hiện nay, hạng mục đường cứu hộ, cứu nạn hay còn gọi là đường hành lang chân đê tả sông Luộc qua địa bàn huyện Phổ Cừ vẫn có một số điểm vướng, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đây là tuyến đường hành lang chân đê tả sông Luộc qua địa bàn xã Nguyên Hòa. Trước đây các hộ dân sinh sống ven đê đi lại rất khó khăn do đường chỉ là lối mòn nhỏ. Được thụ hưởng dự án từ nguồn vốn dư của dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài với mục tiêu xây dựng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ công tác phòng chống lụt bão dưới chân đê mà dự án không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Nhưng hầu hết các hộ dân đều đồng thuận hiến đất, tháo dỡ công trình, chặt bỏ cây cối hoa màu để phục vụ dự án. Nhiều hộ gia đình đã hiến hàng trăm mét vuông đất phục vụ mở đường như gia đình ông Phạm Hồng Hào, bà Nguyễn Thị Phiến, bà Nguyễn Thị Lợi. Điển hình là gia đình bà Lê Thị Thu ở thôn Thị Giang đã hiến 225 mét vuông đất vườn để mở rộng đường. Cây cối nhà tôi là gần chục cây nhãn siêu ngọt và 30 hốc cam nồng vàng. Nhưng mà tôi cũng cho chặt hết, phá hết, đến bây giờ là làm đường nó úng. Thế này là tôi cũng cải tạo để làm trồng cây khác. Gia đình tôi hiến thì đầu tiên là hơn 200 mét, kể cả gia đình tôi hiến 500 mét tôi vẫn hiến. Tôi thấy là có con đường đẹp như thế này thì nói chung xã Nguyên Hòa và nói riêng thôn Thị Giang thì mới đưa kinh tế nhân dân thôn Thị Giang lên được. Theo dự án, tuyến đường hành lang chân đê sông Luộc qua xã Nguyên Hòa dài 2,7 km liên quan đến đất của 53 hộ dân với tổng diện tích hơn 9.000 mét vuông đất nông nghiệp và đất thổ cư cần giải phóng mặt bằng. Với tinh thần vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển chung cho địa phương nên hầu hết các hộ dân có đất trong phạm vi cần giải phóng mặt bằng đều tự nguyện hiến đất mở đường. Đối với công trình này thì chúng tôi cũng đã triển khai và cũng đã thực hiện rất là tốt. Toàn bộ tất cả các hộ dân cũng đã có cái tinh thần trách nhiệm và cũng đã nhận thức được ra cái việc hiến đất để làm đường và mang lại lợi ích kinh tế cho nhân dân và làm đẹp cái cảnh quan môi trường. Thì về địa phương thì chúng tôi cũng đã họp và đã giao cho các ban ngành đoàn thể của các thôn đều vào cuộc và đi tuyên truyền vận động. Toàn xã chúng tôi có trên 50 hộ, nhưng mà đến thời điểm này thì cũng chỉ còn một hộ. Tuyến đường hành lang chân đê tả sông Luộc qua xã Tống Chân trải dài 2 km qua 3 thôn với 24 hộ gia đình có đất thổ cư cần giải phóng để làm đường. Trong đó, thôn Trà Dương có 5 hộ, thôn An Cầu 3 hộ, thôn Võng Phan 16 hộ. Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự tuyên truyền vận động của chính quyền cơ sở nên đã có 19 hộ đồng thuận hiến đất mở đường. Điển hình là hộ ông Vương Văn Long hiến 104 m2, hộ bà Đặng Thị Hới hiến 129 m2, hộ ông Phạm Văn Xô hiến 61 m2. Thì ở xã chúng tôi cũng đang làm tích cực công tác tuyên truyền để vận động các hộ dân, thì toàn xã có 24 hộ dân, thì đến thời điểm này cũng cơ bản đã vận động được các hộ dân trên địa bàn xã để thứ nhất là hiến đất, thứ hai là cũng tháo dỡ các cái công trình xây dựng tường rào rồi di chuyển cây cối để phục vụ dự án. Thì đến thời điểm hiện tại cũng đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên thì cũng còn vướng mắc ở 6 hộ ở chỗ địa bàn chỗ thôn Võng Phan. Đấy, mặc dù có những hộ đến hàng trăm mét vuông nhưng mà người ta cũng đồng tình. Có thể thấy dự án xây dựng tuyến đường hành lang chân đê tả sông Luộc đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân địa phương nơi dự án đi qua ở xã Nguyên Hòa, Tống Chân bằng hành động cụ thể, thiết thực. Đó là hiến đất, là tháo dỡ công trình xây dựng, là chặt bỏ nhiều cây trái ăn quả vốn là nguồn thu đáng kể của mỗi hộ gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, vẫn còn một hộ dân ở xã Nguyên Hòa và 5 hộ dân ở xã Tống Chân còn tâm tư do nếu hiến đất cho dự án sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Tôi nhất trí là để cho tỉnh và huyện làm, nhưng cái đất này mà lấy như thế thì coi như là gia đình không sinh hoạt bình thường được nữa. Nếu như nhà tôi mà đợt này mà không có cái chỗ đấy thì rất nhiều cái điều kiện khó khăn về cái cuộc sống. Tôi ủng hộ hiến đất, nhưng nhất thứ hai là chúng tôi đề nghị các huyện cấp, các tỉnh cho tôi một cái máng để thoát nước. Dân chúng tôi dân trũng, không có chỗ thoát nước. Trả lời về những tâm tư của các hộ dân kể trên, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên, đơn vị trực tiếp quản lý dự án này cho biết. Ủy ban tỉnh Hưng Yên phê duyệt dự án và được chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công thì cũng không có cái rãnh thoát nước. Thì ban quản lý dự án chúng tôi đã tham mưu cho chủ đầu tư và báo cáo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là làm việc với Ủy ban huyện Phổ Cừ và Ủy ban các xã Tống Chân, Nguyên Hòa, Tam Đa. Đoạn nào mà dân không hiến được đất để làm đường hành lang thì sẽ phải điều chỉnh để chuyển sang cái đoạn khác
Như vậy có thể thấy, công tác tuyên truyền vận động các hộ dân hiến đất mở đường là rất quan trọng. Nếu không được sự đồng thuận của những hộ dân liên quan đến dự án, thì hiệu quả của tuyến đường hành lang đê tả sông Luộc qua địa bàn huyện Phù Cừ sẽ giảm hiệu quả như mục tiêu dự án đề ra.